7 hiệp hội ngành nghề phản đối tăng lương và giảm giờ làm. Theo tin từ Việt Nam ngày 13 tháng 8 năm 2019, 7 hiệp hội ngành nghề vừa ký tên vào một kiến nghị chung phản đối đề nghị tăng lương và giảm giờ làm việc trong dự thảo sửa đổi luật lao động, dự kiến sẽ được trình Quốc hội bàn thảo và thông qua vào kỳ họp tới đây. 7 hiệp hội đại diện cộng đồng các doanh nghiệp tại Việt Nam bao gồm Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam được gọi tắt là VCCI, Hiệp hội Chế biến và Xuất cảng Thủy sản Việt Nam được gọi tắt là VASEP, Hiệp hội Dệt may Việt Nam được gọi tắt là VITAS, Hiệp hội Da giày túi sách Việt Nam được gọi tắt là LEFASO, Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam được gọi tắt là JCCI, Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam được gọi tắt là VEIA và Hiệp hội Doanh nghiệp Mỹ tại Việt Nam tức là MCHEM. Và kính thưa quý vị, họ phản đối việc giảm giờ làm từ 48 giờ trên một tuần xuống còn 40 đến 44 giờ trong một tuần, cho rằng các nước đang phát triển và đa phần các quốc gia mới nổi đều quy định giờ làm việc không quá mức 48 giờ một tuần. Và kính thưa quý vị, những thay đổi này sẽ gây áp lực lên doanh nghiệp, có thể làm doanh nghiệp trong nước phải giảm quy mô sản xuất hoặc phá sản, trong khi các công ty nước ngoài sẽ giảm đầu tư vào Việt Nam, sẽ không còn hấp dẫn các công ty khác đầu tư. Một số doanh nhân cho biết hiện nay thì doanh nghiệp và người lao động phải đóng nhiều khoản lệ phí cao như là lệ phí bảo hiểm xã hội, lệ phí công đoàn, và những lệ phí này còn cao hơn so với hầu hết các nước trên thế giới. Thêm vào đó, doanh nghiệp còn phải đưa phong bì cho viên chức địa phương và trung ương mà khoản này không hề nhỏ. Bà Nguyễn Thu Dung là chủ tịch công đoàn ở một phân xưởng chế biến cá tra xuất khẩu của công ty ADG, khu công nghiệp Thốt Nốt, Cần Thơ, cho rằng việc giảm giờ làm và tăng lương nhằm mục đích làm đẹp mặt chế độ, nhưng thực chất không nhằm cải thiện thu nhập của người lao động. Nhà nước nên tìm cách giải lệ phí bảo hiểm xã hội hoặc không thu những lệ phí như là lệ phí công đoàn. Kính thưa quý vị, dự luật lao động sửa đổi quy định cộng cả lương làm thêm giờ và các trợ cấp khác vào tiền lương để đóng bảo hiểm, và như vậy số tiền đóng bảo hiểm sẽ lại tăng, tạo thêm gánh nặng cho cả người lao động và cả doanh nghiệp, kính thưa quý vị.